Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Clip buổi tối ngày hôm nay là ngày 7 tháng 10 thì em Xuân Đình lại tiếp tục giới thiệu đến các bác những sản phẩm âm thanh. Và ngày hôm nay thì em lại về cho các bác toàn là những cặp loa cũng như những chiếc gâm ly và những chiếc nọc xì phải gọi là siêu đẹp. Một cặp loa Diatone DS600Z bass 27 gần mút, màng của nó là màng sợi nida tổng hợp, loa màu gỗ đẹp sang trọng. Cặp này thiết kế nhìn nó rất là chất mắt và đẹp. Đang phối ghép là một chiếc âm Mason Sui 6.7EXTRA, một chiếc nọc xì Victor, một đây của dòng này là Victor M770. Chiếc nọc xì này có cái tính năng rất là hay, đó là có volume to nhỏ, là các bác có thể làm rè hay làm equalizer đều rất là tiện, và có hai phần đèn vu rất là hay, hai phần đèn nước rất là đẹp luôn. Mặt gương đấy là dòng sơn Victor, một đây của nó là Sia 770. Còn ở phía bên trên là một cặp loa Pioneer, dòng này là dòng Bookshelf S55T, gọi là dòng loa T-Win. Thì đây là dòng đời đầu, sau đó thì sẽ đến dòng 77 và 99. Mà cặp loa này về trong tình trạng nó quá mới từ cái E-căng. Đây, E-căng các bác có thể nhìn thấy rõ. Và những cái kiềng loa, mà nguyên những cái nước mạ chrome mà nó đẹp như này là rất hiếm, và đây anh em Xuân Đình là sưu tầm cho các bác để các bác có những cặp loa Bookshelf chất lượng, nghe nhạc vàng nhạc xưa, những cặp Pioneer này thì quá hay. Và cái cách ghép những cái dòng này, các bác cứ ghép cho Xuân Đình vào những dòng như Pioneer 7009, 7006, 7008, đánh những cặp loa 55T này rất là tuyệt vời. Cặp này các bác sẽ chơi rất hay với diện tích phòng 30m², phù hợp cho các bác nghe nhạc ở phòng khách, phòng làm việc và phòng ngủ đều rất là chất lượng. Loa đẹp xuất sắc và hàng là nguyên zin tuyệt đối. Em sẽ quay chi tiết và báo giá luôn cho các bác. Mọi thông tin các bác có nhu cầu thì cứ alo cho em Xuân Đình theo số điện thoại trên bài là 0395727582. Địa chỉ cửa hàng ngõ 42 đường Trần Cung, thành phố Hà Nội. Và những sản phẩm ở đây em Xuân Đình đều ship hàng toàn quốc và giá bán không bao gồm phí ship. Và các bác có nhu cầu giao lưu với cửa hàng bên em thì các bác cứ qua trực tiếp địa chỉ cửa hàng. Và các bác ở xa thì các bác cứ gửi hàng, hoặc là các bác mua hàng bên em thì các bác cứ chụp khoản đặt cọc và nhắn địa chỉ, em sẽ gửi hàng tận nơi cho các bác. Bây giờ thì em sẽ quay chi tiết từng sản phẩm. Toàn là những hàng siêu đẹp mà giá tiền thì rất là mềm mại. Sẽ quay cho các bác cặp Pioneer trước. Cặp này em là hàng sưu tầm các bác nên là rất ít khi về những cặp loa vừa trùng series mà tuyến loa nó đẹp xuất sắc như này. Sử dụng nó thiết kế là hai bát thật, là hai bát 14, toàn bộ củ kiềng xứng đúc gân vải lụa màng giấy, nên là cái dòng này tiếng bát nó đánh rất là hay. Đó là hai bát thật và một tép đồm ở chính giữa. Phần mặt loa thì nó có trăng bị một cái lớp nhung ở phần mặt để có nó có điểm nhấn riêng. Tuyến loa đồng đều và đẹp xuất sắc, căng cước đầy đủ, không có một cái vết rách nào trên căng. Đây là cặp loa siêu đẹp. Cặp này kích thước tổng quan chiều cao là 52, chiều ngang 24, chiều sâu là 30. Trở kháng của loa là 6 ohm, công suất của loa là 120W một loa. Thiết kế loa đẹp sang trọng, chơi rất hay, phòng 30m², nghe đa năng các thể loại nhạc, bé nhưng nó được đánh giá là bé hạt tiêu. Và những dòng này thì không phải lúc nào cũng có sẵn hàng, và lại đẹp như này là rất ít. Nên các bác nào cần những cặp loa Bookshelf chất lượng để sưu tầm thì các bác cứ alo cho em. Từ góc cạnh thùng loa cho đến tuyến loa rất là mới, không hề có bông má hay spa gì cả, vì đây là hàng tuyển chọn rồi, nên là em thì rất ít khi, bây giờ thì cứ chọn hàng đẹp cho các bác thôi. Đẹp nhưng giá phải là giá tốt thì mới được các bác ủng hộ, chứ nếu mà hàng đẹp mà lại giá đắt khét này thì cũng chẳng ai dám mua. Cặp này em đang bán mức giá là 4 triệu đồng. Ở những dòng loa Bookshelf thì đây là một trong những dòng loa cực kỳ là chất âm, được sánh ngang với những dòng Onkyo Nimbus 500 Mark đôi. Còn đây 500 trơn thì bát chưa chắc đã hay bằng những dòng này, mà thiết kế loa thì đẹp xuất sắc. Pioneer S55T mức giá rất tốt, chỉ có 4 triệu đồng. Các bác nhanh tay alo cho em Xuân Đỉnh nhé. Hàng này thì siêu đẹp mà giá thì rất là mềm, chất âm vượt xa tầm tiền. Cặp số 2 phía đằng sau là cặp Diatone DS600Z. Cặp này là bass 27. Năm nay thì sử dụng là gân mút, bình thường nó sẽ là gân vải, nhưng mà em thấy nó căng gân nó cứng quá thì thay gân mút cho các bác về, các bác chỉ việc sử dụng thôi. Bass đánh rất là uy lực, và đặc biệt là cái đời này thì nó lại có cái lỗ thông hơi phía trước. Đấy. Một chung, một tép, phần vỏ gỗ cắt CNC và những cái tuyến loa này thì được sơn mạ tĩnh điện này. Tuyến loa rất đẹp. Đấy. Thiết kế loa đối xứng trái phải, bát của nó là bát 27, gân của nó là gân mút, màng của nó là màng sợi nida tổng hợp.
củ vọc chống từ 500 kép 2 tầng. Và đời này thì nó thiết kế phân tần rất là gấu, nó chẳng khác gì những dòng Onkyo D17, nên tiếng dòng này rất là hay. Căng cước đầy đủ và rất là đẹp. Đây là phần đế căng. Cặp này thậm chí các bác có thể là thư giãn hát karaoke gia đình cũng khá là tốt. Màu gỗ đẹp sang trọng. Trở kháng của loa là 6 ohm, công suất của loa là 150W một loa, thiết kế là bên trái bên phải. Model của nó Diatone 600Z, loa nguyên zin tuyệt đối. Loa rất là đẹp, dòng này rất dễ phối ghép. Các bác có thể ghép cùng với những dòng Omni karaoke, những dòng Omni Jaguar hoặc là những dòng Omni Sun Sui hoặc là những dòng Pioneer. Vì dòng loa này khi đã được thay gần thì cái tiếng bass này được cải thiện rất là nhiều. Và rất ít những cái đời loa Diatone mới làm lỗ thông hơi. Tiếng rất tốt, nghe đa năng các thể loại nhạc. Mức giá của cặp loa này chỉ có 6 triệu đồng. Loa Diatone DS600Z, căng cước đầy đủ và đẹp xuất sắc. Kích thước tổng quan thì chiều cao của loa đạt 58, chiều ngang 32 và chiều sâu là 30. Loa rất nặng và chất, để góc cạnh đều là loa cũ đã qua sử dụng chứ không phải là loa mới tinh. Nhưng mà hàng tuyển chọn thì nó cũng rất là đẹp. Quan trọng nhất là vẫn là cái mặt tiền của loa. Thì mặt tiền này các bác phơi bày ra bên ngoài rồi thì nhìn loa nó phải chất như này. Mà giá thì rất là mềm. Diatone 600Z em đang bán là 6 triệu đồng các bác nhé. Và một chiếc lọc xì với một chiếc âm ly em sẽ quay ngay trong video ngày hôm nay cho các bác. Lọc xì này là lọc xì Victor, model của nó là CM770. Lọc xì nó thiết kế là mặt gương. Và chiếc lọc xì này về trong tình trạng nó quá mới từ cái nội thất bên trong. Không có một vết đen xì nào cả, linh kiện máy móc ruột gan là sạch sẽ, sắt cắm là mới tinh. Hàng đúng chất siêu thị Nhật. Đây là số seri của máy, vì duy nhất chỉ có một chiếc lọc xì này thôi. Model seri của nó là 9616. Công suất tiêu thụ đến 14W, được sản xuất tại Nhật Bản. Đây là các cổng vào cổng ra, nó đều ghi rõ in và out. Linh kiện máy móc thì mới toanh. Hàng là chưa qua sử dụng luôn. Mặt tiền của chiếc âm ly, chiếc lọc xì này cũng vậy. Chiếc lọc xì này thì có cái tính năng rất là hay. Thứ nhất là các bác có thể sử dụng bằng equalizer khi chỉnh các cần gạt. Thứ hai nó có cái volume to nhỏ. Khi các bác sử dụng qua một cái cục power mà không có volume thì cái này sẽ cái tính năng nó rất là tuyệt vời này. Đấy, hoặc nó khuếch đại âm thanh rất tốt. Qua đường to nhỏ này. Và đây là phần đèn nháy này. Mỗi một vế này là 7 cân chỉnh cho hai vế riêng biệt. Size của nó là size 43, mặt của nó là mặt nhôm kính rất là mới, không có một vết xước nào trên mặt của cái chiếc lọc xì này. Hiện tại thì em đang bán chiếc lọc xì này mức giá là 4.800.000 đồng. Hàng này là hàng sưu tầm, để tìm những chiếc lọc xì đẹp và cái phần kính nó được không chảy xước như này là rất hiếm. Đấy, tuy rằng những sản phẩm em bán ở đây thì không phải là những sản phẩm đắt tiền, nhưng toàn là phải là lựa chọn kỹ càng để các bác có những sản phẩm đẹp mà mức giá thì lại rất là mềm mại. Dòng này nó chỉ tương đương với những chiếc lọc Pioneer 3.7, nhưng dòng này thì sẽ khác biệt. Thứ nhất là có volume to nhỏ, thứ hai là cái phần đèn quát sẽ đẹp hơn rất là nhiều. Và cái mặt của nó là mặt gương nên là nhìn nó rất là sang. Các bác có thể ghép đồng bộ với những dòng âm ly sân xui mặt gương rất là tuyệt vời. Hoặc các bác ghép với những chiếc âm ly màu đen. Về lọc xì này nó cái màu của nó màu gương nó rất là nổi, nhìn nó rất là bắt mắt. Đẹp xuất sắc mà giá thì chỉ có 4.800.000. Và chiếc âm ly 6-7 cha cũng vậy, hàng tuyển chọn cũng là mặt gương, mặt tiền đẹp không chảy xước, ruột gan là sạch sẽ, công suất là 250W, máy chạy 8 sò. Chiếc âm ly này thì đang có mức giá là 6 triệu đồng, âm ly Sun Sui 6-7 EX cha. Size của nó size 43, ghép tốt các loại loa bass 30 để các bác nghe nhạc và hát karaoke gia đình. Âm ly thì có đầy đủ tính năng như chỉnh bass tép, có ba lăng volume, có năng lớt. Bên này là các đường vào, khi các bác di chuyển nó đều có đèn. Chú ý kỹ là khi các bác sử dụng âm ly hàng bãi Nhật thì cái phono là dành cho đĩa than. Và cái này thì rất là nhiều các bác hay cắm nhầm. Mặc dù cái video nào mà khi em bán về âm ly thì cũng đều hướng dẫn các bác và nói rõ là phono là đĩa than, chứ không phải là cắm điện thoại vào cái đường phono này thì tiếng rất là rè. Nên các bác chú ý kỹ là như vậy. Chiếc âm ly rất là đẹp mà giá thì chỉ có 6 triệu đồng. Đấy, nên các bác cần một cái combo phối ghép mà hay trong cái tầm tiền thì các bác có thể là mua cả bộ trong video ngày hôm nay. Từ thiết kế về hình thức, chất âm cũng như cái giá trị về đồng tiền thì nó rất là mềm mại ở phân khúc tầm tiền, cả một cái bộ âm ly lọc xì với loa mà dưới 20 triệu đồng. Đấy, đây là những cái bộ sản phẩm rất là tuyệt vời. Đó, các bác có thể là mua riêng lẻ, sản phẩm nào thì các bác cứ alo cho em số tỉnh.
Video ngày hôm nay xin phép kết thúc video tại đây. Cảm ơn các bác đã có chút thời gian theo dõi video cửa hàng. Chúc các bác buổi tối vui vẻ. Xin kính chào và hẹn gặp lại.